Tiểu đường thai kỳ được phát hiện khi mẹ bầu làm các xét nghiệm máu và nước tiểu. Tuy nhiên, dựa vào các dấu hiệu tiểu đường thai kỳ, bà bầu có thể nhận biết mình đã bị hay chưa để có cách điều trị sớm. 1. Đi tiểu nhiều hơn. Tiểu đường thai kỳ khiến mẹ buồn tiểu, đi tiểu nhiều hơn do lượng đường không được chuyển hóa hết và tích tụ trong máu. Thận và hệ bài tiết sẽ tác động lại bằng cách xả vào đường nước tiểu. Tác động của các hormone HCG tăng lên khi có bầu, tạo áp lực xuống bàng quang, khiến mẹ đi tiểu nhiều và là hiện tượng dễ gặp khi mang bầu. Tuy nhiên, tình trạng này dễ khiến mẹ bầu nhầm lẫn với triệu chứng thai kỳ và không biết mình bị đái tháo đường. 2. Khát nước liên tục. Bà bầu đi tiểu nhiều sẽ gây tình trạng mất nước, luôn cảm thấy khát nước dù đã uống đủ, nhiều nước so với bình thường. Mẹ chú ý quan sát, nếu thấy sụt cân, nước tiểu màu sẫm, khát cháy cổ thì đây là dấu hiệu báo mẹ đã bị tiểu đường thai kỳ. 3. Thị lực giảm. Tầm nhìn bị giảm, nhìn mờ là dấu hiệu phổ biến chính xác của bệnh tiểu đường thai kỳ. Nguyên nhân là do chất lỏng hình thành trong tròng mắt bị giảm khi lượng đường trong máu tăng cao. Nếu tình trạng lượng đường trong máu được kiểm soát, lượng đường ổn định thì thị lực của bà bầu sẽ tăng và nhìn rõ trở lại. 4. Khô miệng, hơi thở có mùi. Mất nước do đái tháo đường sẽ tác động tới hệ hô hấp, khiến mẹ bầu dễ bị khô miệng, hơi thở có mùi khó chịu. Nguyên nhân do miệng khô, lượng nước bọt ít không đủ cân bằng độ pH và rửa trôi vi khuẩn trong miệng. 5. Tê cứng, đau chân tay. Ở tuần thai 24 trở đi, nếu mẹ có triệu chứng bị tê cứng chân tay, có cảm giác như bị châm chích, thì đây là dấu hiệu tiểu đường thai kỳ mẹ nên cẩn trọng. Nguyên nhân hiện tượng này là do lượng máu giảm, máu lưu thông kém, từ đó làm giảm chức năng của các mạch máu và dây thần kinh ở chân, tay, gây ra tình trạng mẹ bầu bị tê cứng, đau cánh, cổ, bàn chân và tay. 6. Mệt mỏi, uể oải. Khi mang thai, bà bầu dễ bị mệt mỏi do bụng ngày càng to, đi lại khó khăn hơn và thai tác động lên lồng ngực và bàng quang. Tuy nhiên, mệt mỏi dù mẹ đã ngủ đủ giấc, không bị stress, chăm thể dục thì rất có thể đây là dấu hiệu tiểu đường thai kỳ mẹ cần lưu ý. Mất nước, đi ngoài nhiều, sụt cân là yếu tố tác động khiến bà bầu mệt mỏi thấy khó chịu hơn. 7. Vết thương hở, vết bầm lâu lành. Nếu bà bầu bị tiểu đường thai kỳ, các vết thương hở, vết bầm sẽ lâu và khó lành hơn thông thường. Do nồng độ đường trong máu tăng cao, tạo ra môi trường tốt để vi khuẩn phát triển. Đồng thời, nồng độ cholesterol tăng cao và bệnh huyết áp đi kèm với đái tháo đường sẽ khiến các mạch máu bị thu hẹp lại. Máu lưu thông chậm tới các vết thương và khiến chúng lâu lành. Khi bị tiểu đường, hệ miễn dịch của bà bầu sẽ giảm khiến vi khuẩn virus dễ xâm nhập phát triển hơn ở vết thương. 8. Sụt cân đột ngột. Nếu mẹ bị sụt cân đột ngột, sụt từ 2 đến 5kg trong thời gian ngắn không rõ nguyên nhân từ đâu, rất có thể mẹ đã bị tiểu đường thai kỳ. Insulin có chức năng giúp cơ thể vận chuyển máu tới các tế bào, nhưng nếu khi bị tiểu đường, insulin thấp không vận chuyển đủ máu tới các tế bào, cơ thể sẽ phải đốt cháy mỡ và cơ để tạo ra năng lượng. Kết quả là bà bầu bị sụt cân đột ngột, số cân sụt đáng lo ngại. Với 8 dấu hiệu trên, bà bầu có thể nhận biết mình có bị tiểu đường thai kỳ hay không. Tuy nhiên, các dấu hiệu này rất dễ nhầm lẫn với các triệu chứng thai kỳ mẹ bầu hay gặp. Để chính xác nhất, khi thấy có các dấu hiệu này, mẹ nên đi kiểm tra và tiến hành xét nghiệm để phát hiện và điều trị bệnh sớm.